a nice boy. I bet you have a lot of friends. Như mọi người thấy đó, sau cùng là chúng ta sẽ tô son à. Đây là những cái bước cuối cùng để hoàn thành cái gương mặt Hề này. Chứ mà công nhận bà Hề trong phim bà xấu dễ sợ, mà bà ghê. Cười lên thấy ghê. Thay vì cái hàm răng người ta không đẹp, người ta bọc răng sứ đi để cười cho đẹp, giống như BB này, thấy không? Không, răng BB là răng tự nhiên, không hề bọc sứ nha mọi người. Thì cái tông makeup này nè, chúng ta có thể để dành đi ăn cưới nè, đi sinh nhật nè, đi gặp mặt bạn bè, hoặc là đi cà phê chiều thứ bảy. Mọi người nhớ nha, mình viền môi cho nó đậm đậm chút xíu đó. Mắt thì phải đen, da thì phải trắng như xà kem trộn vậy đó. Có chuông, chắc là trai tới. Ai vậy? Có quà. Đồ con thích quỷ. Phá làng phá xóm vừa thôi, nhà toàn là đàn bà ăn cáo lại kiếm gì mày? Thiệt tình với cái đứa này, nhà mình nó chạy nhà nó vậy đó. Ủa mà nó qua nhà mình bằng cách nào? You will love at two. Thì ra là tụi nó mời đám cưới. Mà cái tiếng Anh gì sao hiểu. Cái Google dịch nó thiệt tình mấy cái đứa này. Chán ghê.